Thưa quý vị, mới đây trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đơn vị quản lý đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29M108282 đi ngược chiều tại làn 1 với vận tốc 120 km/h. Hơn 15 phút sau, lực lượng tuần đường đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng đã tiếp cận thanh niên và bàn giao người này cho đội cảnh sát giao thông số 2, phòng 8, cục cảnh sát giao thông xử lý theo quy định. Theo đại diện ban quản lý cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Tài xế vi phạm được xác định là Giao Trung Kiên, sinh năm 1993, trú tại xã Minh Hiệp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Với hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc từ km 0, nút giao vành đai 3 về km 10, chạm thu phí đầu tuyến, anh Kiên đã bị lực lượng chức năng phạt tiền 750.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tức giấy phép lái xe 2 tháng.